cùng nắm tay nhau khao khát vươn lên tầm cao. Bằng trí nhân tạo công nghệ tiên tiến ngày nay, thành phố thông minh ứng dụng những công nghệ cao, xây dựng công trình cao ốc thịnh vượng giàu sang, cùng viết đến cao đô thị thông minh ngày nay. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cải thiện cuộc sống, giảm bớt năng lượng ít tốn kém nhiều thời gian, lợi ích nước nhà cuộc sống bình yên phồn vinh. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nếp sống văn minh văn hóa, cùng nhau bảo vệ môi trường an toàn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập vươn tầm thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống giáo dục thông minh, phố phường đoàn kết nghĩa tình hàng xóm, nhà nhà an vui. Cùng nắm tay nhau khao khát vươn lên tầm cao, bằng trí nhân tạo công nghệ tiên tiến ngày nay, thành phố thông minh ứng dụng những công nghệ cao, xây dựng công trình cao ốc thịnh vượng giàu sang, cùng viết nên cao đô thị thông minh ngày nay. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cải thiện cuộc sống, giảm bớt năng lượng ít tốn kém nhiều thời gian, lợi ích nước nhà cuộc sống bình yên phồn vinh. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nếp sống văn minh văn hóa, cùng nhau bảo vệ môi trường an toàn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập vươn tầm thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống giáo dục thông minh, phố phường đoàn kết nghĩa tình hàng xóm, nhà nhà an vui. Hồ Chí Minh thực hiện nếp sống văn minh văn hóa, cùng nhau bảo vệ môi trường an toàn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập vươn tầm thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống giáo dục thông minh, phố phường đoàn kết nghĩa tình hàng xóm, nhà nhà an vui.